Ngày 4 tháng 11, một nguồn tin xác nhận Giới Tiền Phong trong nhóm 10 người sử dụng văn bằng giả đang công tác tại ngành y tế vừa bị phát hiện, có 6 người sử dụng bằng phổ thông trung học và 4 người sử dụng chứng chỉ không hợp pháp. Trong số này có trường hợp của anh Nguyễn Văn Tờ 1992 trú tại xã Y Lô, huyện Cư, tỉnh Nông, công tác tại phòng tổ chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn. Anh Tờ vừa có đơn xin nghỉ việc để về nhà lo việc gia đình. Đây là trường hợp thi tuyển đậu công chức năm 2018 và được vào biên chế, được phân công công tác tại phòng tổ chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Buôn Đôn, nguồn tin này xác nhận. Tuy nhiên, đến nay cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa có kết luận cụ thể những trường hợp nói trên, lý do vẫn chưa kết thúc quá trình điều tra. Như Tiền Phong đã đưa tin, tháng 10 năm 2019 Công an tỉnh đang xác minh để điều tra về 10 trường hợp có vấn đề về văn bằng đang công tác tại ngành y tế tỉnh. Thông tin này đã được Sở Y tế xác nhận, đồng thời lãnh đạo Sở cho biết đã yêu cầu ông Nguyễn Hữu Thông, trưởng phòng tổ chức Sở Y tế, phải triển khai ngay việc rà soát, báo cáo, giải trình. Những người bị phát hiện sử dụng văn bằng không hợp pháp hiện đang công tác ở nhiều đơn vị khác nhau thuộc Sở Y tế. Theo nguồn tin từ Sở Nội vụ, qua việc thực hiện thanh tra về công tác cán bộ trên địa bàn, thanh tra Sở Nội vụ phát hiện nhiều trường hợp công chức, viên chức trên địa bàn thiếu trình độ, bằng cấp. Trong những trường hợp này có nhiều người công tác trong ngành y tế. Tiền Phong sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin cho bạn đọc biết.